Hello anh em, giờ buổi trưa mình cũng có nhận một con xe Exciter của anh em Thợ anh em ơi. Thì xe này chạy Exciter chạy hợp vực, cực kỳ hợp vực luôn nha anh em. Đó thì sau khi mình nhận thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái xe này cái nguyên nhân vì sao mà nó chạy không được, nó hợp vực anh em ha. Chào sư phụ ha. Chưa sư phụ ơi, chưa rồi rảnh rồi quay lên cho anh em xem với anh em Thợ vô tham khảo ý kiến anh ơi. Xe này chạy không nổi. Ồ. Hợp vực nặng luôn ha, hợp vực nặng. Đó. Bây giờ để mình đút máy vào mình đọc lỗi thử xem coi nó có bị có cái gì không ha. Rồi bật khóa lên rồi ha. Rồi đọc lỗi lịch sử đi anh em ơi, lịch sử thì chắc là nhiều quá anh em ơi. Rồi lỗi thứ nhất là nhiệt độ ha, thứ hai là cảm biến gốc nghiêng. Thì theo mình nghĩ những cái mà cảm biến gốc này thì đa số chắc do anh em giật ra giật vô rồi anh em không tắt chìa khóa nó báo thôi. Kim phun rồi như đây, cổ nhớ EEPROM, giá trị cài đặt, giá trị khí thải gì đây, CO2 cái gì đó, rồi lỗi nguồn điện cung cấp cho ắc quy. Rồi thì những cái nguồn điện cung cấp cho ắc quy thì nó nằm ở lần quần ở những cái chỗ mà sạc xung dây nhợ thôi. Bây giờ mình bỏ qua cái phần này đi, mình vô mình xem dữ liệu động cơ anh em ha. Rồi mình xem dữ liệu động cơ tại sao cái xe này nó bị hợp vực anh em ơi. Rồi giờ để mình nổ máy lên anh em ơi, để mình nổ máy lên nha. Mình bóp con nổ máy lên, chờ mình bóp con nè. Rồi thì cái xe này nó đang có mấy vấn đề nè anh em. Xe này đang có mấy vấn đề. Thứ nhất, thời gian bung quá cao, gốc đánh lửa thì nó nằm ở một cái dải 1.400-1.500 thì nó là 0.5 độ đó, nhưng mà cái vòng tua này nó cao nên là cái gốc đánh lửa này nó cũng cao nha anh em. Nhưng mà cái chỗ này mới quan trọng nè anh em, đó vị trí bướm ga là 17 độ nha anh em, vị trí bướm ga là 17 độ đó, nó đang bị ở một cái chỗ là TB thôi chứ không có gì ha. Rồi để mình sẽ xem lần lượt để coi nhiệt độ động cơ, nhiệt độ khí nạp, vị trí bướm ga thì 17 độ thì quá cao ha, đang bị treo TB thôi chứ không gì hết đó. Cảm biến gốc 585mV là ok rồi. Rồi thì cái thời gian phun này nó đang báo cao là do cái dòng tua máy nó cao, nó lên tới 2.000 lận. Cái vòng tua này nó của Exciter thì do nó nằm ở khoảng 1.400-1.500 là đẹp nha anh em, 1.400-1.500 là đẹp đó. Cái gốc đánh lửa của nó tại sao nó lên tới 10 độ là do cái vòng tua này nó hơi cao đó anh em thêm ha. Thì cái xe này làm sao mà chạy nổi anh em, cái gốc mở bấm ra như vậy. Thì đây là điện của CKB rồi. Điện của CKB là tốt nha anh em, điện CKB là tốt. Bây giờ vị trí bấm ra nó đang cho 17 độ rồi. Và cái xe này nữa là xe này bị gài ban nữa nha anh em, cho anh em xem cái boe thì mình mở mình đưa cho anh em Thợ rồi. Thứ nhất á, là cái xe này là của vài thợ rồi chứ không phải là một thợ à. Thứ nhất là ốc của chỗ cái ga là mọi người là không có ha, một là không có. Và cái thứ hai là cái xe này xe gài ban, để cho mình quay này xuống cho anh em xem nè. À, anh em thấy không ạ? Đó. Thì cái xe này á, ngoài cái bị treo TB là do cái cái này mình quay thì cái người anh em Thợ có nhờ mình làm, họ cũng đang coi á anh em. Để mình lấy cái này ra, mình dùng cái kìm mình lấy cái này ra anh em. Cái xe này tại sao cái con ốc của cái bướm ga nó lại không có thì mình không biết. Mình lấy này ra coi nó ai nhét vô đây, anh em Thợ nhau không mà toàn là chơi nhau không à, chết rồi. Để mình lấy này ra nha anh em, hơi khó anh em ơi.
mình làm sao quặn cái ga này nữa. Bây giờ chờ mình anh em, để mình quặn cái ga lên xíu. Đây anh em thấy ha, anh em thợ nhau mà chơi nhau không mọi người. Rồi đây, đây là cái hậu quả đây ha. Cái xe này là của anh em thợ lại nhờ mình làm thôi chứ không có gì hết. Đó là một. Và cái thứ hai, cái con ốc của cái chỗ búng ga đây, vị trí của cái chỗ cần gạt đây anh em ha, là không có. Rồi bây giờ mình lấy cái này ra mình xem thử coi cái này coi nó cũng không có gì, tại vì anh em không có máy với anh em không chịu khó thôi, anh em không chịu coi coi nó còn treo lại không anh em. Rồi vị trí búng ga thì hiện tại nó đang không độ anh em ha. Rồi giờ mình để mình nổ máy lên, để mình nổ máy lên cái đó. Nổ máy lên thì giờ là mất công ty rồi. Khó nổ anh em ơi. Mình chỉnh con cái con ốc canty này anh em dặn mấy ngày luôn, giờ hết chỉnh luôn á anh em ơi. Ốc nhựa nè, bể luôn ốc canty luôn rồi, bể ốc canty luôn rồi. Giờ hay có anh em cái con ốc chỉnh cái này không, con ốc chỉnh này không có, giờ thả ra là tắt máy anh em ơi. Vít chỉnh gió thì bể luôn cái đầu luôn rồi. Rồi thì thôi cái này thì cũng không có gì ha, để mình một hồi mình sẽ lấy cái con ốc của, để coi mình cái bọn hôn ga mình còn con ốc không ta. Một hồi mình sẽ lấy cái con ốc mình lấy con ốc này, một hồi mình sẽ lấy cái con này, mình sẽ mình đây cũng ra mình lấy cái này đi. Một hồi nữa là cái xe này, một hồi nữa là anh thay cho em cái vít chỉnh gió em trai ơi. Vít chỉnh gió xe này nó mấy ngày rồi, vít chỉnh gió này là không còn một cái răng nào dặn ha. Rồi nữa anh sẽ thay cái con ốc này và cái vít chỉnh gió, rồi anh vệ sinh cái họng ga với cái buồng đốt với kim phun này lại đó. Còn cái lý do gì sao mà cái này nằm ở trong đây, hồi nãy anh đưa cho em cái bô e rồi ha, cái lý do gì sao cái này nằm trong đây thì anh không có biết ha, làm sao mà hút cái này vô trong được. Cái này là anh em thợ chê nhau thôi chứ làm sao mà cái chiếc cái xe Exciter làm sao mà hút cái này vô đây được ta, khó cái khả năng nào hút vô đây được lắm, không thể nào mà lọt xuống được cái họng ga. Cái này là cũng là bị gài thôi ha anh em ha. Đó toàn là chê nhau không. Rồi thì vậy anh em ha, cái xe của em thì một hồi nữa anh reset lại, anh cài đặt rồi là các thông số rồi lại ha, rồi chỉnh cho cái vùng tua máy cho nó ổn tí xíu, rồi thay vít chỉnh gió, rồi thay cái ốc của cái chỗ ga nè. Đó thì có cái này nó mới điều chỉnh được cái góc mở búng ga nha. Rồi tháo cái này ra thì nó cũng bị sai lệch đó, nó không có canty luôn. Còn mà chỉnh canty mà chỉnh bằng con ốc này thì cũng ngon lắm nha anh em. Anh em nào mà xe mà không canty mà chỉnh cái con ốc này cũng ngon lắm á. Rồi thôi chia sẻ với anh em là những cái đơn giản vậy thôi, thì anh em làm lâu năm có máy móc đồ thiết bị thì đâu có gì đâu phải giật anh em, không có gì giật hết, đút máy vô nó hiện mẹ ra rồi và xử lý thôi. Chỉ có những cái mà nó không có cái thông số nó chuẩn mà nó không nổ này kia rồi nó mới giật mình thôi đó. Rồi cái xe này giờ xử lý cái đó thôi. Xe rồi thôi mình kết thúc video anh em ơi, để mình mở cái mình xử lý cái này nha. Bằng nã đâu? Chúc đưa tôi cái mặt nạ luôn. Có chày không? Có móc ra không mà chày. Chúc cầm xuống mặt nạ đi. Rồi thôi mọi người ơi, kết thúc video nha mọi người. Cái này đâu có sơn hả? Má tự quay giờ lên được có một khúc như đây thôi nè. Cái gì? Rồi này gắn bánh nè, chưa xì cái này luôn nội ơi. Rồi bỏ luôn đi. Mua cái bát mới chứ rồi, ta làm ta kỹ năng cao lên. Rồi thôi nha, kết thúc video nha anh em. Rồi chào mọi người nha, chào anh em. Tôi mới làm đó. Cái này hả?
Hình như vậy á. Ở đây thì giờ xe biển số ở Đồng Tháp, An Giang nằm tiệm em nhiều lắm anh Nghĩa ơi. Đồng Tháp, An Giang nằm quá trời luôn. Dĩ An nữa, Bình Thạnh nữa, Bình Thạnh nữa đấy, coi cái Bình Thạnh đấy nha, Bình Thạnh đây, đó, rồi thôi, chào mọi người ha, em sửa xe đủ dùng miền luôn, chưa tính là cái này là ở đâu đây cũng không biết luôn, cái này không biết 74 của tỉnh nào luôn, miền Trung gì đó, rồi thôi chào mọi người ha, kết thúc video anh em ơi.